Châm ngôn, đoạn 28 Kẻ ác chạy trốn, dầu không ai đuổi theo. Nhưng người công bình mảnh giọng như một sư tử. Tại vì xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều. Nhưng nhờ người thông sáng có trí hiểu biết, Sự vững vàng của nước sẽ còn lâu dài. Người nghèo hiếp kẻ khó khăn, Các nào trận mưa quét sạch thực vật. Kẻ bỏ luật pháp, ngợi khen kẻ ác còn người giữ luật pháp chiến đấu cùng chúng nó kẻ buông mình vào sự ác chẳng hiểu sự công bình nhưng ai tìm cầu đức jehovah hiểu biết mọi sự thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn kẻ giàu có theo đường tà vải ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan còn ai kết bạn với kẻ hoang đàn làm hổ ngươi cho cha mình. Cái nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làm cho của cải mình thêm lên, tất chứa để dành của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. Người nào say tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Cái nào làm cho người ngay thẳng, lầm lạc trong đường xấu xa? Chính cái đó sẽ xa vào hố của mình đã đào. Nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành. Người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan, nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người. Khi người công bình thắng hơn, thì có sự vinh hiện lớn. Còn lúc kẻ gian ác dấy lên, thì người ta đều đi ẩn trốn. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào hằng kính sợ luôn luôn, lấy làm có phước thay. Còn ai cứng lòng mình, sẽ xa vào tai nạn. Một vua gian ác cai trị dân nghèo khổ, khác nào sư tử gầm hét và gấu đuổi theo mồi. Quan trưởng thiếu trí hiểu cũng hà hiếp người ta nhiều, nhưng người ghét sự hà tiện sẽ được trường thọ. Cái mắc tội đổ huyết của người nào sẽ trốn đến mồ mã, chứ có ai ngăn cản nó. Ai ăn ở cách ngay thẳng sẽ được cứu rỗi, còn ai đi theo hai lối cong vậy sẽ xa vào một trong hai lối ấy. Cái nào cài ruộng mình sẽ ăn bánh no nê, còn ai theo kẻ biến nhát sẽ được đầy sự nghèo khổ người thành thực sẽ được phước lành nhiều. Còn kẻ nào vội làm cho giàu ác sẽ chẳng khỏi bị phạt. Tay vị người lấy làm chẳng tốt, dầu vì một miếng bánh người cũng phạm tội. Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của cải, chẳng biết rằng sự thiếu thốn sẽ lâm vào mình nó. Ai của trách người nào, về sau sẽ được ơn hơn là lấy lưỡi mà vua nịnh cái nào ăn cắp của cha hay mẹ mình và nói rằng chẳng phải là phạm tội đâu, cái đồng bạn với kẻ phá phách. Người nào có lòng kiêu ngạo, dục sự tranh cảnh, nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn. Còn ai xây mắt đi, ác sẽ bị nhiều sự rủa xả. Khi kẻ ác giấy lên, người ta đều ẩn trốn. Nhưng khi chúng nó hư mất đi, người công bình bèn thêm nhiều lên.